Vâng, xin kính chào anh em yêu và đam mơ lan trên mọi miền của Tổ quốc. Và cũng xin kính chào các anh em cây cảnh bonsai và cũng như các anh em đang chơi và có ý định chơi lan rừng. Và chiều hôm nay là em xin giới thiệu một cái loại bột vôi, vôi trong, vôi nông nghiệp, vôi ăn trầu. Vôi này đã dùng để tưới lan. Và cách thức đỡ mà như nhiều anh em hỏi, có nhiều người đang trong cái giới chơi lan thì biết, còn nhiều người chưa chơi thì chưa biết, nên mình giới thiệu luôn. Chiều nay mình cũng tưới tưới cái bột vôi vì định kỳ nửa tháng hay một tháng mình tưới một lần. Và cái cách thức như thế này, mình đi vào chủ đề và nhanh gọn luôn, là lấy hai khoảng một nắm nha, một nắm đổ vào, một nắm đó, một nắm nó sẽ hòa tan vào đó, một thau nước, thau nhôm đổ, lấy một nguyên một cái xô 20 lít, thùng bơ 20 lít đổ vào, và một nắm vôi bột, vừa một nắm này nha mọi người, vôi bột không là thơm ít nữa. Bao vôi này là mình mua 30.000, 25 kg nha mọi người, vôi nông nghiệp, mua tại những cái cơ sở bán thuốc nông nghiệp đó, 30.000, xài gần 2 năm rồi mọi người, 30.000 đây, 30.000, 25 kg đây, khối lượng nét tịnh đây 25 kg. Mình pha chớ vào, một nắm hai nắm gì cũng được, không sao đâu mọi người. Khi mà xử lý cây lan rừng thì mình nói sơ qua thì là cái thân lan rừng thì có thể xử lý các loại thuốc đặc biệt dành cho nó, thì là Rhizomingo, Physan, hoặc là các loại thuốc khác. Nhưng mà quá trình mình chơi á mọi người, thì thuốc thì nó có khi nó có tác dụng và khi nó phản tác dụng, chơi lâu trải nghiệm mới có kinh nghiệm, không phải lúc nào phải dùng cái thuốc đặc trị cho nó đâu mọi người. Như vậy nó sẽ hay bị trột rễ, nó dễ bị trột rễ lắm, tại vì mình chơi thời gian dài mình mới biết được, không ai tài giỏi cả, thì có qua kinh nghiệm thực tế mới thấy được. Và mình thì ưa chuộng dòng nước vôi này, riêng bản thân cây của mình hiện tại cũng chưa có nấm mốc gì ghê gớm, cứ nửa tháng hoặc là một tháng định kỳ 2 lần mình tưới nước vôi như thế này. Lấy thùng bơ 20 lít đổ vào đây, và xem một nắm hai nắm, không cần đo đếm đâu mọi người, xài đã hơn năm 2 năm rồi cây vẫn tốt, vì nước vôi là nó có chất canxi và chất dinh dưỡng cho lan và lá. Và khi mà mình tưới vào khoảng dạ mình tưới nó và nó bắt đầu nó có hình thành những cái ố ám, cái màu trắng của cây vôi, tưới dần nó sẽ phai trong vòng 1 tuần hoặc là mười mấy ngày gì đó nó sẽ phai, và nước nó bám trên lá đó làm cho những cái con nấm mốc vi khuẩn đồ á nó khó chịu, nó không bám, những cái vi khuẩn nó hạn chế mà bảo đảm cho những cái lá nó đủ dưỡng chất canxi của cái vôi này nè mọi người. Vôi này thì dành cho cái giới nông nghiệp để cải tạo đất trồng, và cũng như với anh em chơi lan cũng đã khảo sát qua là vôi rất là tốt, nếu mua là mua vôi nông nghiệp, vôi ăn trầu nha mọi người, giá thành rất rẻ và rất hiệu quả. Khi tưới thì nhiều người thì hỏi mình thì là nước vôi trong là sao. Nước vôi trong là khi ví dụ như mình pha chế như thế này là nó sẽ đỡ trong vòng 1 ngày hoặc là dài 3 tiếng nó lắng hết những cái bột vôi xuống cái mặt xô ở trên, nó trong veo như nước. Mình lấy cái nước ở trên là gọi là nước vôi trong, xong mình đổ vào cái bình 2 lít như thế này, mình đổ vào để mình phun cho nó có cái tầm cao đó mọi người. Còn riêng mình, những cái trụ cây mà nằm ở dưới hoặc lan nằm ở thấp, mình sẽ tưới thẳng nó luôn mọi người, tưới thẳng nó luôn. Còn nó cao quá thì phải đợi nó lóng vào mình phun cho nó cao, tầm cao. Nhiều người nói thì là nước vôi á là nó nóng làm cho hại cho cây, điều đó là hoàn toàn sai nha mọi người, vì em chính là người 2 năm nay xài nước vôi thì đủ hiểu là nước vôi nó tốt như thế nào. Xài nước trị nấm nó có khi nó phản tác dụng nha mọi người, tại vì em đã dùng rồi, có lần dùng vài ba chậu, phải không phải cái những cái thuốc trị nấm đặc chủng cho lan là nó sẽ tốt cho lan đâu nha mọi người. Nó tùy theo cái loại bệnh lan và tùy theo cái lan rừng nha mọi người, không phải lúc nào cũng cũng diệt được những cái nấm bệnh của những cây lan rừng đâu.
mỗi cây lan rừng đều có, cũng như là mỗi cái cây ăn trái cũng vậy, phải cần những cái thuốc riêng biệt, không thể là cứ đặc chủng cho dành cho lan đâu nha mọi người, từng trên loại cây của cái dòng giống lan rừng nữa. Và pha chế như thế này em cũng chơi, nhiều lúc cũng nói chuyện cũng hơi nghệ sĩ nha mọi người, tại vì chơi lâu á rồi em cũng hình dung ra thì là cái người chơi lan và đôi lúc cũng giống như là cái người pha chế à mọi người. Pha chế giống như là mấy người thợ hồ hoặc là mấy người dân bartender pha chế đó mọi người, trong quầy bar đó pha chế đó. Bản thân em thì chơi 2 năm nay thì cũng học hỏi từ cái điểm nhỏ đi lên, từ cái bước đi đầu tiên và cũng có kinh nghiệm chút ít. Em cũng là một cái dân bartender, cũng tốt nghiệp từ một trường Sài Gòn Tourist ra học pha chế bartender và cũng tốt nghiệp đại học du lịch. Nhưng mà vì lý do gì đó riêng, em về nhà làm công chuyện riêng và chơi lan như một nghệ sĩ phải không mọi người. Là sắp tới em cũng có ý định làm một vài kênh về cái chủ đề, về chủ đề bartender pha chế và du lịch. Và em cũng biết sửa xe máy nữa mọi người, đã từng làm chủ tiệm sửa xe máy trong Sài Gòn 7 năm và cũng mới về Gia Lai này 2 năm. Thôi và em đi vào chủ đề thì khi nào tưới lan trực tiếp, ví dụ như mình đang là cây bông giấy nè, tưới vào trực tiếp luôn hoặc là lấy một cái ca, một cây xô. Đó, em đi lấy cái ca cây xô nha mọi người. Ví dụ như lấy cái ly này đi, cái ly này thì mất vệ sinh quá. Lấy cái này đi, nhiều người thì nói sợ nó nóng, em chơi trực tiếp luôn. Đây, cái người chơi lan nhiều lúc em hình dung giống như cái người pha chế thuốc này thuốc nọ rồi pha chế như vậy đây, phải không? Em pha trực tiếp luôn, em đổ luôn, không cần phải sợ nóng hay là đỡ nó lóng xuống nước vô trong gì. Em thao em xấu này mọi người đó, chứ nghĩ những cái giò lan của em 1 triệu 2 triệu như thế này em đâu có dám làm ẩu đâu, làm ẩu cho lan nó chết hết sao. Còn những cái giò cao như thế này bắt buộc em phải chờ nước vôi nó trong xuống lóng xuống, chứ không mà khi mà tưới thì nó sẽ bị nghẹt cái chỗ cái bét này, nên là tưới không có được. Còn hôm thứ hai nữa, hay là tưới 1 2 lần cho mọi người thấy nha, đỡ mọi người nói mình giả đó. Tưới vào cây ngân sưng này mọi người, ai tưới vào cây hồng nhạn tháng 8 này, tưới vào cây hồng nhạn tháng 8 này. Đó. Và cách thứ hai nữa mọi người, cách thứ hai của em là làm biếng, mà nếu mà có nhiều anh chị cũng ở Gia Lai cũng làm như vậy, chứ không phải là làm biếng, là không, thay vì mình pha chế hòa tan cho nó đúng kiểu cách thì không, thì mình sẽ làm như thế này mọi người. Đây, mình lấy một nắm mình rải thế này mọi người, rải cho đều nha, hoặc là có một cái rổ nó thưa đó mọi người. Giờ này nó giờ nó chiều nên hơi tối, mọi người thông cảm nha. Đó, những cái gốc bự nha mọi người. Rải gì đó. Hiểu sao không, khi mà em ấy cũng làm như thế này rồi, cũng học hỏi cũng nhiều anh chị chỉ mà thấy nó hiệu quả em mới làm, chứ không phải là làm khờ khờ để làm video nội dung cho mọi người coi đâu nha mọi người. Khi mà mình rẽ như thế này xong rồi á, mình đỡ 1 tiếng 2 tiếng á, cho nó có sự bám dính rồi xong á mình sẽ tưới, nó bám dính xong rồi đó, nó thấm lên lá lên thân rồi, xong rồi chiều lại mình tưới. Mình tưới thì nó sẽ trôi những cái bột này đi hết này mọi người ơi, nó cũng sẽ trôi đi hết nè,
mà em nói với mọi người là cái nước vôi này nè, khi nào mình ví dụ như hôm nay là em làm thì còn không từng 10 ngày nó mới phai, lá nó hơi trắng 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 này, nhìn cũng dễ thương lắm đó. Hai cách đi nô, cách thứ nhất đổ vào thùng bơ 20 lít nước hòa tan, tưới trực tiếp. Thứ hai đỡ lắng xuống, đỡ tưới cao, bình 2 lít đổ vào, đỡ tưới tầm cao, lóng ở trên nước cho nó trong, gọi là nước vôi trong, dân chơi lan gọi là nước vôi trong, đỡ khi bắn nó khỏi bị nghẹt cái bét này. Thứ ba nữa, lấy cái vôi nông nghiệp, vôi ăn trầu, chứ không phải là vôi vôi đỡ vôi vôi công trình đâu nha mọi người, vôi công nghiệp đâu nha. Mình làm video này mình nói ra chắc ăn gì đỡ anh em mà không biết lấy vôi vôi mà vôi công trình á, làm chết lan hết, đổ thừa mình là chết đấy. Cho nên là lấy cái vôi nông nghiệp nha. Đó, một là nước vôi trong, hai là trực tiếp vào vôi bột, xong rồi đỡ 1 tiếng 2 tiếng nó ngấm, xong rồi tưới, xong rồi tưới là nó cái vôi bột nó đi hết đó, nó đi hết rồi mọi người ơi. Này ví dụ em, ví dụ như không phải là em sợ nha đó. Nghẹt ống. Em chơi bình dân cũng chưa có hệ thống bếp đồ, cũng đang gầy lan. Tương lai nếu có điều kiện em sẽ làm sưu tầm rất là nhiều lan và cũng sẽ làm cái giường cho bài bản có hệ thống bếp. Đây là trong thời gian sưu tầm. Và cái video này mình chỉ chia sẻ cho anh em chơi lan như vậy. Anh em thấy video này có ý nghĩa, có giá trị gì cho anh em mới chơi lan, và anh em ủng hộ mình đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo ạ. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Video kết thúc tại đây ạ.